Lý Thần bị chỉ trích vì chê phụ nữ là gánh nặng, thái độ coi thường phụ nữ của nam diễn viên gây bức xúc. Đối mặt với sự lên án của dư luận, Lý Thần đã lên tiếng xin lỗi. Ngày 22 tháng 4, Sina đưa tin Lý Thần hiện là tâm điểm chỉ trích dữ dội của dư luận Trung Quốc. Anh có phát ngôn xem thường phụ nữ trong chương trình Keep Running. Cụ thể, khi nhận được thông báo hai đồng đội bị đối thủ bắt lại, nam diễn viên buột miệng nói, đi mà bắt hai người con gái ấy, họ sẽ trở thành điều phiền toái và gánh nặng với chúng tôi. Câu nói chê bai này của Lý Thần lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Khán giả lên án phát ngôn xúc phạm phụ nữ của nam diễn viên. Trước làn sóng phản ứng gay gắt của công chúng, Lý Thần lên tiếng xin lỗi. Anh cho biết, tính chất khốc liệt của cuộc đua đã khiến bản thân không suy nghĩ thấu đáo, có phát ngôn gây tổn thương phải yếu. Tôi thành thật xin lỗi Tống Vũ Kỳ, Bạch Lộc và các khán giả nữ. Tôi đã có phát ngôn không đúng mực trong lúc hấp tấp, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Sự việc này giúp tôi biết được thiếu sót của mình. Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc, tài tử bắt bách nhận lỗi. Theo Sina, những năm qua, thái độ của Lý Thần đối với phụ nữ không được khán giả đánh giá cao. Anh bị tiếng đàn ông tồi, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Để bảo vệ bạn gái mới Phạm Băng Băng, anh từng mắng chửi thậm tệ, chỉ trích bạn gái cũ Trương Hinh Dư là người mưu mô, thủ đoạn. Lý Thần cũng bị chế giễu là kẻ phụ bạc, bỏ rơi Phạm Băng Băng khi cô gặp khó khăn sau scandal trốn thuế. Năm 2020, sau nam kiện cư dân mạng đăng tin anh là người khốn nạn, ăn bám và dựa hơi Phạm Băng Băng để bảo vệ danh dự. Tuy nhiên, sau đó anh bị xử thua. Vụ việc khiến hình ảnh Lý Thần xấu tính càng khắc sâu trong lòng khán giả. Lý Thần sinh năm 1978 ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Anh gia nhập showbiz năm 1997. Các tác phẩm tiêu biểu của Lý Thần có thể kể đến 17 tuổi Không Khóc, Cực Hạn Cứu Viện, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Bác Sĩ Trung Quốc, Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Sau khi chia tay Phạm Băng Băng vào năm 2019, danh tiếng Lý Thần đi xuống. Những năm qua, anh không có phim gây tiếng vang.